Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm khai cuộc, chung cuộc đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin tiếp tục được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ván cờ rất hay, hấp dẫn, chất lượng, cảm xúc và có tính chất lịch sử, nằm trong khuôn khổ của trận chung kết tại giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc mùa giải 2020, được tổ chức vào buổi sáng ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại Thượng Hải Kỳ Viện. Như các bạn đã biết, vượt qua hàng loạt những anh hùng hào kiệt khắp nơi, hai kỳ thủ xuất sắc và xứng đáng nhất góp mặt trong trận đấu cuối cùng để tranh danh hiệu quán quân cùng ngôi vị kỳ vương, đó chính là Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm, danh thủ số 1 của tỉnh Chiết Giang. Và một bên đó chính là Vương Khuếch, một cao thủ giang hồ, một cánh chim lạ, một làn gió mới của giải đấu năm nay đến từ tỉnh Cát Lâm. Theo như luật thi đấu, hai kỳ thủ sẽ phải đọ sức đua tài với nhau lần lượt qua các hình thức cờ chậm, cờ nhanh và cờ chớp luân lưu để phân định thắng thua. Ở ván cờ chậm thì Vương Khuếch của tỉnh Cát Lâm đã giành quyền đi tiên và trải qua một cuộc chiến trung tàn hết sức là giằng co và cân bằng, kết quả là hai bên đã phải ký hòa. Bước sang ván cờ nhanh, mặc dù đã nắm lợi thế khá lớn, nhưng danh thủ Triệu Mâm của tỉnh Chiết Giang đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và đã bị đối phương sử dụng những đòn đánh rất lắt léo mang đậm chất giang hồ đã có thể đưa cờ về hòa. Và vì vậy, hai kỳ thủ sẽ buộc phải giải quyết hơn thua bằng một loạt các ván cờ chớp có thời gian 5 phút tích lũy 5 giây. Ở ván cờ chớp đầu tiên thì danh thủ của tỉnh Cát Lâm là Vương Quách sẽ là người cầm quân đỏ đi trước. Và anh ta đã vào trận một cách hết sức là lẫm liệt, hào hùng và đầy khí thế với một lòng tin cao độ để có thể đánh bại được kỳ vương Triệu Mâm và một lần sẽ xưng vương trong giải đấu này. Nếu như Vương Khuếch làm được điều đó thì đây thực sự là một kỳ tích của cờ tướng hiện đại, khi mà một kỳ thủ giang hồ nghiệp dư lại có thể vượt mặt hàng loạt những hào hán bốn phương để có thể đắc vị đăng quang và trở thành tân vương mới của kỳ đàn Trung Quốc. Vương Khuếch vào trận một cách hết sức hăng hái bằng hệ thống sở trường, đó là phi tượng cuộc. Rõ ràng đây là kỳ thủ rất thích những lối chơi lắt léo vòng vèo và so đo nội công. Để đối phó với phi tượng của bên đối phương thì bên đen sẽ có rất nhiều những cách thức khác nhau. Cụ thể là trong thời đại ngày nay thì hầu như các kỳ thủ cầm quân đen sẽ sử dụng một số những đòn đánh quen thuộc, đó là tiên nhân chỉ lộ hoặc là gá pháo đầu cánh trái hình thành lên tả trung pháo. Thế nhưng trong trận đấu này, một trận đấu chung kết có tính chất cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp, kỳ thủ Triệu Hâm của tỉnh Chiết Giang đã quyết định dùng một đòn rất cũ, đó là hệ thống quá cung pháo, pháo 8 bình 4. Đây là một thế trận đã được hưng khởi từ những thập niên 90 của thế kỷ trước và được đại bộ phận các kỳ thủ hàng đầu chuyên tâm nghiên cứu. Lúc này đây, đến lượt bên đỏ sẽ là người lựa chọn đường đi. Bên đỏ quyết định binh 7 tấn 1, bên đen mã 8 tấn 7. Bên đỏ pháo 2 bình 4, bên đen mã 2 tấn 1. Qua những lực cờ đầu tiên, các bạn thấy rằng Triệu Hâm đã có những lực đi thay đổi thứ tự khá là tinh tế. Thông thường trong thủ pháp trước đây, kỳ thủ cầm quân đen thường sẽ sử dụng lực biến, đó là xe 9 bình 8 để có thể ra xe nhanh hơn đối phương với mục tiêu là khống chế được cánh trái. Cụ thể như sau: bên đen xe 9 bình 8, bên đỏ mã 2 tấn 3, bên đen xe 8 tấn 4, bên đỏ mời đấu xe ngay. Và sau khi đấu xe xong, bên đen mới bắt đầu khởi động mã 2 tấn 1 để có thể tiện bề xe 1 tấn 1 hướng theo hướng hoành và sau đó bình qua các lộ để có thể tiếp ứng. Và trận đấu sẽ dẫn đến một cục diện khá là cân bằng. Hình thế này là hình thế mà sẽ buộc phải so đo nội công đường trường với nhau trong phần trung đàn để có thể giải quyết thắng thua. Trở lại với thực chiến của ván cờ thì có lẽ Triệu Hâm cũng đã có sự nghiên cứu tinh tâm một cách rất mới mẻ và đã đem ra áp dụng ngay trong trận đấu rất là quan trọng này. Anh ta đã sửa lướt đi, không đi lướt cờ xe 9 bình 8 mà thay bằng thủ pháp mã 2 tấn 1 với mục tiêu duy nhất, đó là tăng cường tốc độ xuất quân ở cánh phải và có thể ra tay áp chế được một hệ thống rất là chắc chắn và cẩn thận của Vương Khuếch. Và quả nhiên sau lớp cờ mã 2 tấn 1 của đối phương, Vương Khuếch vẫn đi theo những bài bản quen thuộc: mã 8 tấn 7, bên đen pháo 2 bình 3, bên đỏ mã 8 mã 7 tấn 8 khống chế đường xe. Lúc này đây,
bên đen hoàn toàn vẫn có thể xuất động xe cánh trái hoặc có thể bổ sĩ lên tượng một cách rất là cẩn thận và chỉnh chu. Tuy nhiên, Triệu Hâm với bản tính phóng khoáng và một phong cách thiên về lối chơi công sát, anh ta mặc dù đi hậu nhưng lại lập tức lắp ngược pháo đầu để phản công ngay. Đây là một đòn đánh thuộc về trường phái khai cuộc hiện đại, có sự tích cực nhất định trong cái bối cục của bên đen. Bên đen đã mất hai lượt đi, hình thành từ quá cung lại chuyển ngược pháo đầu với mục tiêu công kích thẳng vào trung lộ của đối phương, vừa cướp được tốt đầu mà lại dựng được công thế trung pháo rất là hung hãn. Bên đỏ mã 2 tấn 3, bên đen lập tức pháo 5 tấn 4 ăn tốt đầu, sau đó có thủ pháp pháo 5 thoái 1 để có thể lui về, vừa chạy trước chân mã cản của đối phương, đồng thời đang truy bắt con mã cánh trái của bên đỏ. Mục tiêu của nước cờ này đó là ép cho bên đỏ phải xử lý để bên đen có thể dọc đường ra xe một cách thuận lợi. Trong vòng chưa đầy 10 lượt, cả hai kỳ thủ đều cố gắng tranh chiến những vị cờ pháo mã với nhau và hai xe đều đang án binh vận động. Đây là một hình cờ rất là mới mẻ và độc đáo. Lúc này đây thì bên đỏ buộc phải chạy mã. Ngay lập tức Vương Khuếch đã đi lướt cờ, hiển nhiên đó là mã 8 tấn 9, vừa ăn tốt vừa chạy pháo và đồng thời đang tranh tiên đoạt thế bắt luôn pháo lộ 3 của đối phương. Triệu Hâm quyết định pháo 3 thoái 1, bên đỏ binh 9 tấn 1, bên đen xe 1 bình 2, bên đỏ xe 9 tấn 3. Như vậy các bạn thấy rằng bên đỏ mặc dù đi tiên nhưng lại ra quân một cách có phần là chậm rãi hơn so với đối thủ. Anh ta đã quyết định đấm binh 9 để có thể khai thông lộ xe và quả nhiên sau đó đã tấn xe 3 lước để có thể kiểm soát hàng tốt. Đây là lước cờ cực kỳ quan trọng, cấp thiết và đầy chiến lược, khiến cho bên đen sẽ từ bỏ những cái ý định phản công thật nhanh. Bởi vì nếu không đi lước cờ xe 9 tấn 3, bên đen sẽ đi thực sự sẽ tiến xe quá hà và sẽ khống chế hoàn toàn hàng tốt của bên đỏ. Lúc đấy bên đỏ sẽ bị phản tiên một cách trông thấy. Sau thủ pháp này của đối phương, đến lượt bên đen đi. Bây giờ Triệu Hâm sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là tấn xe cánh phải hoặc là bình xe cánh trái. Trên thực chiến thì anh ta đã đi lướt cờ khá là cẩn thận, đó là xe 2 tấn 3 bắt mã tranh tiên và làm hẹp tầm hoạt động của mã biên đối thủ. Tuy nhiên để tính toán một cách sâu xa và kín kẽ thì lướt cờ xe 2 tấn 3 có phần không được nhanh nhẹn và tương đối chậm nhịp, làm cho kỳ thủ cầm quân đen đã mất đi một khả năng tranh chiến đến cùng. Lẽ ra lúc này thì danh thủ Triệu Hâm cầm quân đen lên chủ động xuất xe cánh trái thì khả năng sẽ nhanh hơn một nhịp và sẽ khiến cho trận địa của bên mình sẽ trở lên ổn thỏa và vững vàng hơn. Cụ thể như sau, thay vì thủ pháp xe 2 tấn 3, bên đen có thể nghĩ đến phương án xe 9 bình 8 khá là tốt. Lực cờ này sẽ có tác dụng khống chế đường ra xe nhanh hơn so với đối thủ. Lúc đó đến lượt bên đỏ đi, khả năng bên đỏ sẽ đấm binh 3 để thông lộ mã. Bên đen xe 8 tấn 4, bên đỏ mời đấu xe, hai bên sẽ đấu xe xong thì bên đen tấn xe bắt mã không vẫn không muộn. Lúc đó buộc bên đỏ phải binh 9 tấn 1 và vẫn là thủ pháp như trong thực chiến của đôi bên. Tuy nhiên thủ pháp này sẽ giúp cho bên đen đứng vững được trận hình một cách rất là vững chãi, bởi vì bên đỏ thiếu đi một lực xô sát mạnh và bên đen đã chuyển quân nhanh hơn một nhịp. Tình huống của bên đen sẽ cảm giác nhẹ đi trông thấy. Và với trình độ của Triệu Hâm thì không khó để có thể có một kết quả khả quan trong ván đấu thực chiến này. Ván này nếu như có kết quả hòa thì đến ván sau, cờ chớp luân lưu, đến lượt danh thủ của tỉnh Chiết Giang đi tiên. Và đó chính là một trong những cơ sở niềm tin để cho Triệu Hâm và người hâm mộ của anh có thể nghĩ đến một chiến thắng chung cuộc. Trở lại với cả thực chiến của ván cờ chớp luân lưu đầu tiên, bên đen đã không đi lướt cờ xe 9 bình 8 mà lại đi lướt cờ xe 2 tấn 3 có phần hơi vội vàng, buộc bên đỏ phải binh 9 tấn 1, sau đó là lướt đi binh 3 tấn 1 để chuẩn bị đánh thông vào tượng đáy của đối phương. Lúc này thì bên đỏ không có sự lựa chọn nào hơn là phải đi lướt cờ pháo 8 binh 7 để thủ lại đường binh 3 rất mạnh của bên đỏ của bên đen, đồng thời là tránh luôn sự nhòm ngó từ xa của con xe lộ 2. Bên đen binh 3 tấn 1, bên đỏ lập tức đấu pháo để có thể tiện bề lấy lướt đi. Lúc này đây các bạn thấy rằng Vương Khuếch đã tăng nhanh tốc độ tấn công và đã ra xe sớm hơn một nhịp so với cả Triệu Hâm, và đó là một lợi thế không nhỏ trong một cái trận hình so đo nội công đường trường. Bên đen lập tức tượng 7 tấn 5, tuy
Tuy nhiên, nước cờ này là một nước cờ đánh giá là tương đối mềm yếu và không được chính xác của danh thủ Triệu Mông, phản ánh một tâm lý vô cùng bất ổn của cao thủ số 4 Trung Quốc. Bởi vì đã trải qua hai trận chiến trước đó, Triệu Mông đã không thể đánh bại được một cao thủ giang hồ là một ngựa ô thực sự của giải đấu. Và đây là một làn gió mới đã đem đến một sự hào hứng và hồi hộp cho người hâm mộ khắp nơi. Lức cờ này là một lức cờ phản ánh phong độ của Triệu Hâm trong ván cờ chớp luân lưu có tính chất cực kỳ quan trọng này đã không được tốt như anh mong đợi. Bởi vì đây có thể là một hiệu ứng tâm lý sau khi anh đã đánh trượt ở ván cờ nhanh trước đó, mặc dù đối phương đã mất quân và hình thế của Triệu Hâm cũng khá là tốt, nhưng danh thủ của tỉnh Chiết Giang đã bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng và kết quả đó đã khiến cho Triệu Hâm luôn luôn ở một trạng thái dao động rất mạnh về phần tâm lý. Nước cờ tước 7 tấn 5 tưởng là hay nhưng thực ra lại không tốt một chút nào. Lẽ ra kỳ thủ cầm quân đen lên sửa tước 7 tấn 5 thành nước cờ binh 7 tấn 1 để khống chế đường lên mã của đối phương trước, thì khi đó bên đỏ sẽ phải loay hoay rất là khó khăn để có thể cởi tung được cánh mã lộ phải và sau đó sẽ gia nhập chiến trường tấn công ở phía trên của bên Vương Quách. Nếu như bên đen đi nước cờ binh 7 tấn 1 thì tất nhiên bên đỏ phải nghĩ cách tấn xe 2 tấn 6. Lúc đó bên đen lên tượng cũng chưa muộn một chút nào cả. Bên đỏ xe 9 bình 4 thì bên đen sẽ củng cố bằng trận địa sĩ 4 tấn 5 vừa vặn kịp thời. Hình thế của bên đen không có điểm yếu và bên đỏ luôn luôn ở một trạng thái rất khó công. Hình này là hình mà hai bên sẽ trở lại trạng thái cân bằng và ổn thỏa. Trở lại với cả thực chiến của ván cờ, đây là sai lầm thứ hai liên tục của Triệu Mông trong ván đấu cờ chớp mà diễn ra với tốc độ cực nhanh và có kết quả vô cùng là quan trọng để quyết định ai sẽ là tân vương mới của làng cờ Trung Quốc mùa giải 2020 thay thế cho ngoại tinh Lai Cách Vương Thứ Nhất. Lức cờ tượng 7 tấn 5 đã dẫn đến một hậu quả, đó là bên đỏ đã kịp thời đi lức cờ binh 3 tấn 1 để mở tung lộ mã của bên mình. Và sau lức cờ này thì có lẽ danh thủ Vương Quách của tỉnh Cát Lâm đã cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi anh ta có thể xuất động quân lực theo ý muốn. Hai xe pháo mã sẽ tuần tự để tiến công, còn con mã ở đường biên thì đã có tốt biên bảo trợ và nó sẽ không sợ bị truy sát trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì vậy, sau lức cờ này thì rõ ràng bên đỏ đã đạt được mục tiêu khai cuộc khá là tốt và đang giành được một chút ưu thế trên chiến trường bởi hệ thống hai xe của bên đỏ đẹp vị và có khả năng cơ động hơn rất nhiều so với cả bên đen. Tiếp theo, đến đây thì bên đen có lẽ đã cảm thấy nuối tiếc sau thủ pháp khá mềm yếu tượng 7 tấn 5 của mình. Triệu Hồng quyết định phải đi lức cờ sĩ 6 tấn 5 để có thể củng cố trận địa và tìm đường ra xe 9 bình 6 bắt pháo tranh tiên. Tất nhiên không thể để cho đối phương chạy xe 9 bình 6 được. Cao thủ Vương Quách lập tức mã 3 tấn 4 vừa vặn kịp thời khống chế đường ra xe của đối phương và đồng thời tăng cường thêm sức mạnh với hệ thống mã chiến, chuẩn bị tư thế đạp mã qua sông để đè tốt rồi tìm cơ hội tấn công vào cánh trái của Triệu Hồng. Lúc này đây thì Triệu Hồng theo như lý luận thông thường là phải di chuyển những quân mà có khả năng tác chiến tốt và anh ta đã quyết định đi lức cờ binh 3, binh 4. Đây rõ ràng là một thủ pháp có lẽ là ổn định mà đáp ứng được về vấn đề là trận địa khá vững chãi của bên đen. Nhưng để về lâu về dài thì thủ pháp này là một thủ pháp không ổn bởi vì nó đã mở đường cho bên đỏ sau này tấn công liên hồi vào vị trí con mã thủ lộ 3 của bên đen. Thay vì lức cờ binh 3, binh 4 ra thì bên đen lên đi lức cờ binh 5 tấn 1 cũng là một lức cờ đấm tốt để có thể giữ căn pháo nhưng đồng thời nó có thể khai thông lộ xe và giữ nguyên luôn con tốt lộ 3 của bên đen, khi đó bên đen sẽ rất là khó chơi. Chúng ta có thể phân tích như sau: bên đen lên sửa lức cờ binh 3, binh 4 thành lức cờ binh 5 tấn 1 thì hay hơn, khi đó bên đỏ sẽ không có thủ pháp mã 4 tấn 3 ăn tốt nữa và buộc phải chạy xe vào lộ 6 để tìm đường tấn công vào con mã thủ lộ 3. Bên đen sẽ có đường đỡ khá hay, đó là pháo 5 bình 4 chặn đường xe, đồng thời đang dọa lức cờ binh 5 tấn 1 qua sông rất hiểm hóc. Hình này là hình cờ bên đen vẫn đang có thế đứng khá là đẹp. Qua phân tích những diễn biến vừa qua, các bạn có thể thấy rằng trong ván cờ chớp luân lưu đầu tiên này, trong tình thế cầm quân đen đi hậu, tinh thần và chiến ý của danh thủ Triệu Mông của tỉnh Chiết Giang đã bị dao động và hoang mang khá nhiều. Vì vậy anh đã không giữ được sự bình tĩnh cũng như là sự sắc sảo trong những đường phối hợp của phần Trung Quốc và dẫn đến hậu quả đó là kỳ thủ Vương Quách đã lấn áp dần
và đã tận dụng những thời cơ rất tốt để có thể phong tỏa toàn bộ khả năng phòng ngự của bên đen, sau đó sẽ lấn áp bằng những thủ pháp tấn công rất là mạnh mẽ. Trở lại với cả thực chiến của ván đấu, sau lúc cờ binh 3, binh 4, tưởng rất ổn định của bên Triệu Mâm, ngay lập tức Vương Khoách đã phát hiện điểm yếu của bên đen, anh đã đi quân một cách rất tuần tự. Đầu tiên đó là thủ pháp xe 9 bình bạch để có thể bắt mã, buộc bên đen phải nhảy mã 3 tấn 4, sau đó là lướt cờ chọc xe xuống lộ hoa với tư tưởng là có thể bắt mã rồi mở đường cho pháo mã của Bình phối hợp phía sau. Đến đây thì bên đen đã hoàn toàn rơi vào trạng thái khá bị động, quân lực của bên đỏ đã ra quân một cách rất chỉnh tề và đều ở vị trí rất là đắc địa, và đặc biệt là đều có tính cơ động rất cao. Buộc lòng Triệu Mâm phải đi lướt cờ xe 9 bình bạch để đỡ mã, sau đó là thủ pháp mã 4 tấn 3 lướt mã tới một cách rất thuận lợi, vừa có thể ăn tốt thực lợi, vừa có thể đè mã của đối phương, và quan trọng hơn đó là Vương Khuếch đang phục cái thủ pháp tiếp theo là pháo 4 tấn 4 tấn pháo tay sĩ để có thể phong tỏa xe mã ở hàng tốt của đối phương. Các bạn thấy rằng liền một mạch đó là ba lướt cờ cực kỳ lợi hại, thể hiện được sự điều động quân một cách rất chính xác và kịp thời, và đó cũng cho thấy được một sự tự tin và một cái khả năng trung tàn rất là lợi hại của kỳ thủ giang hồ. Lướt cờ đầu tiên đó là lướt cờ điều chỉnh khiến cho mã phải nhảy lên làm tắc xe và tự nhiên tạo ra một hình thế sau này dễ bị trói. Lướt cờ thứ hai là lướt cờ tiến xe điểm huyệt để buộc đối phương phải thụ động để phòng ngự. Lướt cờ thứ ba đó lướt cờ lướt mã tới để mở đường cho pháo của mình chuẩn bị tiến lên để trói được xe mã hàng trên hàng tốt của đối phương. Mà để cho bên đỏ thực hiện được lướt đi pháo 4 tấn 4 thì rõ ràng là bên đen sẽ thất thủ rất lặng. Chính vì lý do như vậy cho nên kỳ thủ Triệu Mâm buộc phải đi lướt cờ đó là binh 5 tấn 1 để tránh thủ pháp pháo 4 tấn 4 của đối phương. Nếu như không đi binh 5 tấn 1 mà bên đỏ thay bằng thủ pháp đó là cũng bắt cây đi lướt cờ xe 7 bình 6 để nhòm ngó pháo của đối phương, thì tất nhiên bên đỏ sẽ đi lướt cờ tướng 5 bình 4 để giữ pháo và vẫn đang đe dọa bắt mã, buộc bên đen phải xe 6 tấn 2. Sau đó sẽ là thủ pháp mã 3 tấn 1 cực kỳ là hung hiểm, đang dọa những đường cờ đánh vào cánh trái rất mỏng manh của bên đen. Bên đen đang bị quân lực chia cắt, xe 2 mã đang ở hai phía rất khó có thể phối hợp với nhau và có thể tạo ra được một sự phòng ngự chặt chẽ. Đến đây, kể cả bên đen có đấm binh 5 thì bên đỏ chỉ cần đi lướt cờ xe 2 tấn 1 là đang dọa lướt cờ mã 1 tấn 3 cực kỳ là ác hiểm, khiến cho trận địa của bên đen sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm ngay. Trở lại với chiến trường của ván đấu, bên đen buộc lòng phải đi lướt cờ binh 5 tấn 1 để có thể tránh thủ pháp kim cô pháo 4 tấn 4 của Vương Khuếch, và Vương Khuếch đã ngay lập tức đi lướt cờ mã 3 tấn 1, một thủ pháp nhảy mã vào đường biên ám phục những chiêu thức vô cùng là nguy hiểm. Đây là lét cờ mang đậm phong cách giang hồ láng tử của cao thủ sinh năm 1993 đến từ tỉnh Cát Lâm. Các bạn thấy rằng Vương Khuếch lém con mã vào đây là muốn lướt cờ phục kích rất là nguy hiểm. Nó đang chuẩn bị tư thế ngoạ tào đến nơi, khiến cho bên đen không biết là lên đỡ theo kiểu nào. Lướt cờ này là một lướt cờ rất cao. Nếu như Vương Khuếch mà lon tay mà thể hiện được một sự vội vã trong việc ăn tốt để chiếm thực lợi, anh ta mà đi lướt cờ mã 3 thoái 5 thì có lẽ mọi thứ đã đảo lộn một cách nhanh chóng. Nếu bên đỏ đi lướt cờ mã 3 thoái 5 tưởng là ăn được tốt đầu, chiếm được thực lợi, nhưng thực ra lại là cơ hội để cho bên đen có thể phòng ngự một cách an toàn. Cụ thể như sau, bên đen sẽ đi lướt cờ mã 4 thoái 2, rút được con mã về, lập tức con xe cánh phải của bên đen sẽ được mở tung và nó kiểm soát toàn bộ hàng tốt, khiến cho con mã ở trung lộ của bên đỏ tham ăn một con tốt đầu mà khiến làm chậm đi vô cùng những nhịp tấn công ác hiểm của bên Vương Khuếch. Hình cờ này là hình cờ dù cho bên đỏ cố gắng đấm vớt qua sông thì bên đen vẫn có thể nhảy mã 7 tấn 5 phản kích một cách rất ác liệt, đang đe dọa những lướt cờ tiếp theo như là mã 5 tấn 7 ăn tốt hoặc xe ăn lên tốt. Và nếu như đối phương có giữ tốt thì vẫn là thủ pháp mã 5 tấn 3 phóng mã lên kịp thời bịt đường xe, dọa tư thế tiếp theo đó là mã 3 tấn 4 phóng tới để có thể ăn pháo. Các bạn thấy rằng nếu như bên đỏ mà chỉ cần đi sai, xử lý không chính xác trong bối cảnh vô cùng là giằng co và ác liệt của phần chung cuộc thì trận thế của hai bên có lẽ đã đổi chiều ngay. Và tuy nhiên thì mùa giải này là một mùa giải ghi nhận sự thành công vượt bậc
và một kỳ tích của một con ngựa ô đến từ tỉnh Cát Lâm, đó chính là danh thủ Vương Quách. Tiếp theo người tiền bối năm xưa đó là Trường Bạch Hổ Đào Hàn Minh cũng của tỉnh Cát Lâm, đã khiến cho làng cờ lội cơn sóng gió và trở thành một giai thoại truyền kỳ không ngớt trong giới cờ Trung Quốc hiện nay. Sau lượt đi mã 3 tấn 5 rất là hung hiểm của đối phương và một đòn phục kích để chuẩn bị đi lướt cờ C2 tấn 1 rồi nhảy mã ngoại tào dọa chiếu, khiến cho trận địa của bên đen bắt đầu lung lay dễ vỡ. Bên đen lúc này buộc lòng phải cố gắng để thủ bằng lướt đi pháo 5 bình 6, tách pháo ra không ham tấn công nữa. Lướt pháo này đang phục thủ pháp tiếp theo đó là pháo 6 thoái 3 để bắt chết cây của bên đỏ, đồng thời để mở đường có thể cho mã 4 tấn 5 hoặc là binh 5 tấn 1 qua sông đều khá là kịp thời vừa vặn. Có lẽ đây là lướt cờ đỡ hay nhất trong cái bối cảnh mà chung chung nguy hiểm dành cho Triệu Hâm. Sau thủ pháp rẽ pháo để phòng ngự, bên Vương Quách vẫn rất là tự tin và can đảm để có thể tấn công quyết một trận cuối cùng, vì anh ta cảm nhận được chiến cơ đã đến và đây là cơ hội của cả một đời người một lần để có thể xưng bá đoạt vương trước hàng loạt những chư hầu của bốn phương tám hướng. Sau lớp cờ chạy pháo của bên Triệu Hâm, bên đỏ lập tức xe 2 tấn 1 làm bàn đạp để chuẩn bị tư thế tiếp theo, đó là mã 1 tấn 3. Bên đen pháo 6 thoái 3 bắt mã buộc bên đỏ phải mã 1 tấn 3. Sau đó Triệu Hâm đã đi lớp cờ giật pháo về để có thể đỡ đòn của đối phương. Đến đây thì tất nhiên bên đỏ đã nhìn thấy điểm yếu, đó là cánh trái của bên đen đang lâm nguy. Trông thấy, bên đỏ lập tức điều xe điểm huyệt một lớp cờ rất cao và gọn gàng kịp thời, chuẩn bị tư thế tiếp theo, đó là xe 2 tấn 1 để đánh phá hệ thống cánh trái của bên Triệu Hâm. Lúc này Triệu Hâm sẽ có hai hình thức để đỡ được trong bối cảnh nguy hiểm cận kề. Hình thức thứ nhất đó là lướt đi ứng phó theo thực chiến sĩ 5 thoái 6 để thủ trước cái khả năng xe 2 tấn 1 đánh phá dữ dội của bên Vương Quách. Thủ pháp thứ hai mà nhiều người mường tượng đó là đường đi mã 4 tấn 5. Nếu như nhảy mã 4 tấn 5 với ý định là tiêu diệt con pháo yểm trợ lộ 4 cực mạnh của bên Vương Quách, thì khi đó Vương Quách chỉ cần đi lướt cờ pháo 4 bình 3 kiềm tỏa đối phương đang dọa lướt cờ pháo vật lên mã để ăn quân. Khi đó bên đen có lẽ sẽ không kịp cứu cờ trong trận địa này. Chính vì lý do như vậy, Triệu Hâm đã tính rằng là không thể đi mạng lướt cờ mã 4 tấn 5 mà buộc phải đi lướt cờ sĩ 5 thoái 6. Và sau lướt cờ sĩ 5 thoái 6 này của đối phương thì Vương Quách đã không hề ngán ngại và không một chút do dự khách khí, lập tức tấn công ngay bằng lướt đi xe 2 tấn 1 cực kỳ là hấp dẫn và đỉnh cao. Bây giờ nếu như đối phương mà dám bạo gan ăn xe lên mã sẽ dính những đòn đánh vô cùng là giang hồ và ác hiểm của Vương Quách. Cụ thể như sau: nếu bên đen tự tiện đi lướt cờ xe 7 tấn 1 ăn mã chiến của bên đỏ thì lập tức đó là cơ hội để bên đỏ có thể vỗ xe ăn sĩ buộc tướng 5 tấn 1, sau đó là thủ pháp xe 4 bình 6 ăn tiếp được đôi sĩ của đối phương và hình dạng tạo ra được một thế sát song xe cực kỳ là lợi hại. Đến đây bên đen dù biết trước lướt cờ đâm xe xuống đáy phối hợp công thế của bên đỏ mà cũng không làm gì được trong tình huống tiếp theo. Ví dụ như là mã 4 tấn 6, bên đỏ chỉ cần đi lướt cờ xe 2 tấn 6 đâm đáy đang dọa lướt cờ vỗ vào trung lộ cục ngay, khiến cho bên đen toàn quân là bất động và mắt thấy mà không làm gì buộc phải ký giấy nhận thua. Qua những phân tích vừa qua, các bạn thấy rằng sự lợi hại trong tư duy liền mạch và một khả năng công sát rất đáng sợ cũng như sắc sảo của Vương Quách đã khiến cho anh đã tạo ra được một trong những trận đấu tranh hùng có lẽ là gây cấn, đáng nhớ và ác liệt nhất trong các giải đấu vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc trong vòng khoảng 10 năm gần đây. Và chính vì lý do như vậy, Triệu Hâm đã không dám xe 7 tấn 1 mà buộc phải đấu xe 7 bình 8. Bên đỏ lập tức đấu xe 2 tấn 6 đang dọa lướt cờ xe 2 bình 4 ăn sĩ, ép cho đối phương phải sĩ 4 tấn 5. Sau đó bên đỏ nhẹ nhàng thu xe về để bắt chết mã của đối phương. Đến đây thì bên đen dù có tung mã lên giữ mã hoặc phi mã lên hạ thì đều bị dính đòn pháo vật xuống pháo và chết pháo, và sau đó có thủ pháp giật pháo về là có thể tạo thế nguy hiểm ngay. Cho nên bên đen buộc lòng phải bỏ mã để có thể tìm cơ hội mới. Triệu Hâm lúc này đã cảm nhận được nguy cơ đến gần, anh ta vẫn cố gắng kiên cường đến cùng với một bản lĩnh của một kỳ vương và một danh tướng lẫy lừng lâu năm. Bên đen lập tức binh 4 tấn 1 để chuẩn bị mở đường nhảy mã 4 tấn 5 hoặc mã 4 tấn 3. Bên đỏ không bỏ lỡ thời cơ xe 2 bình 3. Như vậy qua 27 lượt giao tranh thì bên đỏ với một tài nghệ xông pha
và một bản lĩnh tự tin cùng một cái khí thế tương đối là ngạo nghễ và hiên ngang của một cao thủ giang hồ, của một làn gió mới, một cánh chim lạ của giải đấu năm nay. Vương Quách của tỉnh Cát Lâm đang hiện nguyên hình, trở thành một trong những ứng cử viên lãng ký và là một giai thoại truyền kỳ của làng cờ Trung Quốc trong thời kỳ hiện đại. Sau nước cờ này thì bên đỏ đã hơn cây và bên đỏ chỉ cần phối hợp một cách chính xác là có khả năng dẫn đến thành công ngay. Bên đen dù biết là như vậy nhưng không cam lòng chịu thua, Triệu Bông quyết định mã 4 tấn 3 để với tư tưởng tiếp theo, đó là mã 3 thoái 1 ăn về tốt để bắt chết con mã biên của đối phương. Vương Khuếch lúc này lắc pháo loa một lớp cờ cực kỳ ảo diệu và tinh hoa, đang dọa lớp cờ pháo 2 tấn 7 cục ngay. Nếu như bên đen mà chạy xe qua để đỡ pháo, ví dụ đi lớp cờ xe 2 bình 8 thì lập tức sẽ dính đòn bình xe để cùng bắt xe. Một lớp cờ phế xe cực cao của bên Vương Quách đó là xe 3 bình 4. Nếu như sĩ 5 tấn 6 ăn xe thì cũng là lớp cờ chết xe của bên đen ngay. Còn nếu như bên đen mà cố tình xe 8 tấn 4 ăn pháo thì cũng sẽ dính đòn xe 4 tấn 1 ăn lại pháo và đang dọa lớp cờ giật chiếu chết xe. Đối phương có đâm chiếu thì bên đen sẽ có đòn thoái xe về phản chiếu ngay và lúc đó bên đen chắc chắn là sẽ rơi vào cửa tử. Giả sử bên đen có chạy về để cô xe mã thì bên đỏ vẫn có đường đi rất ung dung, đó là mã 9 tấn 7 vừa dọa lướt cờ xe 4 bình 5 chiếu cục ngay và khống chế đường ra tướng. Đến đây thì bên đen đã hoàn thành được hình thế tuyệt sát và bên đỏ hình thành thế tuyệt sát và bên đen buộc lòng phải nhận thua. Trở lại với thực chiến thì sau lướt cờ pháo 4 bình 2 lắc pháo cực kỳ là ảo diệu và tinh hoa của kỳ thủ Vương Quách, bên đen buộc lòng không thể chạy lướt cờ xe 2 bình 8 được mà phải nhẫn nhịn đi lướt cờ đó là tướng 5 bình 4 để tránh sát. Và bên đỏ ngay lập tức tạo thời cơ bình 3 tấn 1 vượt sông, nếu đối thủ mà đi lướt cờ tượng 5 tấn 7 thì sẽ là lướt cờ xe 3 thoái 2, vừa ăn được tượng vừa thoát được khả năng bị cô xe mã của bên mình và chắc chắn là sẽ giành được một thực lợi cực lớn. Còn nếu đối phương mà cố tình chạy xe 2 bình 8 ngăn pháo thì bên đỏ sẽ có đường cờ đó là đu pháo kỵ hà cực kỳ hay và gọn gàng kịp thời. Ví dụ như sau, bên đen chạy đây, bên đỏ sẽ có lướt cờ như đây. Nếu ăn tượng lên thì sẽ đi lướt cờ xe 3 thoái 2 vừa vắt để có thể ăn tượng và cứu pháo. Còn nếu không thì lướt cờ tiếp theo, bên đỏ người ta chỉ cần đi lướt cờ đó là xe 3 thoái 1 mời đấu là có thể hơn quân, hơn thế và giành được chiến thắng không mấy khó khăn. Cho nên là các bạn thấy rằng những thủ pháp tấn công liên tục ở giai đoạn này của Vương Quách là vô cùng chính xác và gọn gàng. Sau thủ pháp của đối phương đó là binh 3 tấn 1 thì Triệu Mâm cũng quyết định mã 3 thoái 1 ăn tốt để chuẩn bị vây chết con mã biên của bên Vương Quách. Vương Quách đã rất tự tin, nhìn ra đường đánh rất nhanh, lập tức xe 3 thoái 1 để có thể mời đấu xe, buộc lòng bên Triệu Mâm phải đấu xe, nếu không đấu xe thì đối phương sẽ nhảy mã 9 tấn 7 là cục ngay. Cho nên Triệu Mâm không có sự lựa chọn nào hơn là phải đấu xe với đối phương. Và sau khi đấu xe xong thì bên đỏ mặc dù kém tốt nhưng lại có việc lợi thế hơn một mã đã nằm ở cửa trên và có nhiều khả năng chiến thắng. Các bạn hãy xem những một series những đòn đánh tiếp theo của danh thủ sinh năm 1993, người tỉnh Cát Lâm và đã trở thành tân khoa trạng nguyên mới của kỳ đàn Trung Quốc, làm rúng động toàn bộ giới cờ và trở thành một hiện tượng đặc biệt và kỳ lạ nhất trong vòng nhiều năm vừa qua. Lúc này đây thì bên đen không còn gì để mất, lập tức mã 1 tấn 2 đang dọa lướt cờ mã 2 tấn 3 để phản kích cuối cùng. Bên đỏ trước khi nghĩ đến tấn công đã rất lão luyện và kịp thời lập tức pháo 2 thoái 1 để cắt đứt khả năng cuối cùng đường kiếm cầu may của bên Triệu Mâm. Lúc này đây thì bên đen đã lại phải binh 5 tấn 1 dội tốt qua sông để trận chiến. Bên đỏ không bỏ lỡ thời cơ binh 3 bình 4 để che lộ pháo của đối phương. Bên đen tiếp tục binh 5 tấn 1 để lối kết thành hệ thống 2 tốt với ý định là có thể thủ hoa. Lúc này thì con mã ở đường biên bắt đầu gia tăng áp lực và nó bắt đầu tung hoành vào trận địa của bên Triệu Mâm một cách rất lợi hại. Bên đỏ mã 9 tấn 7 buộc đối phương phải tướng 4 tấn 1, sau đó là thủ pháp binh 4 bình 5 rất là hay, đang dọa lướt cờ binh 5 tấn 1 để ăn tượng và đột phá vào phòng tuyến của bên đen, buộc bên đen phải đi lướt cờ xé tượng lên và bên đỏ lại đi một lướt cờ tinh tế và xảo diệu nữa, đó là tốt 5 bình 4 lắc lư con tốt để cản trở đường về con tượng. Nhưng quan trọng hơn đó chính là bó hẹp phạm vi của con pháo của đối phương. Các bạn thấy rằng đây là một thủ pháp rất cao. Thủ pháp này hay ở điểm nào? Nó hay ở chỗ đó là cản đường
hình tượng của đối phương, đồng thời làm cho con pháo này gọi là đứng nguyên, không thể di chuyển. Bên đỏ đang phục thủ pháp tiếp theo, đó là mã 7 thoái lâm chiếu tướng ăn chết pháo của đối phương ngay. Chính vì lý do như vậy cho nên Triệu Mâm buộc lòng phải xé sĩ lên để cản trở lớp cờ mã 7 thoái lâm chiếu tướng ăn pháo của đối phương. Và cơ hội đã đến, Vương Khoách lập tức tấn công một cách gấp rút bằng lướt đi tốt 4 tấn 1 tiến tốt nhập cung, và đang đe dọa lớp cờ ăn pháo, buộc lòng bên đen phải chạy pháo, và sau đó là thủ pháp bình pháo ra để nhòm ngó tốt của đối phương rất là lợi hại. Lúc này đây thì bên đen đang bị cô cứng rồi, buộc lòng Triệu Mâm phải nhô pháo lên để tìm đường gọi là chạy cây, đồng thời đe dọa lại một lớp cờ phục kích của bên đối thủ. Sau khi lớp cờ pháo 5 tấn 2 của bên đen, bên đỏ lập tức ra tay ngay bằng lướt đi pháo 1 tấn 5 vật pháo lên tốt để đe dọa những lướt cờ tấn công liên hồi bằng hệ thống pháo tốt 2 mã của bên mình, khiến cho Triệu Mâm dù rằng có thế phản đòn nhưng mà chưa kịp và có lẽ chậm nhịp hơn so với đối phương. Kể cả có nhảy mã 2 tấn 3 hoặc mã 2 tấn 4 chiếu tướng thì bên đỏ chỉ cần tướng 5 bình 4, bên đen vẫn không thể kê pháo mặt được vì vướng chân mã. Buộc lòng Triệu Mâm phải thủ đi lớp cờ sĩ 6 tấn 5, bên đỏ nhẹ nhàng binh 4 tấn 1 giữ một con tốt cực kỳ quý giá, là con tốt quyết định đến thắng bại của cả cuộc cờ. Sau lớp cờ này thì bên đen vẫn chưa thể bình pháo vào lộ 6 để có thể dọa những lớp cờ chiếu tướng rồi rẽ tốt ra, khiến cho bên đen lại phải thủ bằng lớp cờ xé sĩ lên, và đó là cơ hội để cho kỳ thủ Vương Khoách bắt đầu tấn công một cách quyết định, đó là thủ pháp pháo 1 tấn 2 đang đe dọa những nước cờ vô cùng hung hiểm. Bên đen về mã và lập tức dính đòn sát chiêu của Vương Khoách bằng thủ pháp mã 3 thoái 2. Đến đây thì bên đen đã phải buông cờ nhận thua. Nước cờ đang chiếu tướng tuyệt sát dành cho bên đen. Bên đen không có sự lựa chọn nào hơn là phải đi nước cờ về sĩ, và sau đó là một thủ pháp phế tốt và qua tâm bình tọa cực kỳ là kịp thời và hợp lý. Nước cờ đã khiến cho Triệu Hâm phải rút rời và buộc phải buông kiếm nhận hàng, bởi vì nếu đối phương mà ăn tướng vào thì sẽ dính đòn tiền mã hậu pháo, một thủ pháp chiếu sát rất là cơ bản của Vương Khoách. Như vậy là ván đấu đã kết thúc ở hiệp thứ 43 khi mà Vương Khoách đã có một con tốt tuyệt sát đối phương, và sau ván cờ này thì Vương Khoách đã trở thành tân vô địch của làng cờ Trung Quốc, trở thành vị kỳ vương thứ 21 trong lịch sử của cờ tướng nước bạn, và đây chính là một trong những điều thần kỳ nhất của cờ tướng hiện đại trong vòng nhiều năm vừa qua. Và danh thủ Vương Khoách đã sánh vai cùng với cả các danh thủ khác bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Như vậy là trận chiến ngựa ô truyền kỳ của mùa giải cá nhân Trung Quốc năm 2021 đến đây là kết thúc, với một chiến tích vô cùng là phi thường và bất ngờ, cũng như đã làm lên cơn địa chấn của kỳ đàn Trung Quốc với một cái tên mới, đó chính là danh thủ Vương Khoách đến từ tỉnh Cát Lâm. Xin cảm ơn sự yêu mến, ủng hộ, theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.